đối với bà con nhà vườn chúng ta nha. Thì hôm nay thì cũng vào cái giai đoạn gọi là làm bông sầu riêng nghịch vụ, thì quý bà con nông dân của chúng ta cũng có hỏi Nam là khi nào là cái cơ đọt, cái đọt nó như thế nào á, thì mình bắt đầu là mình sẽ tạo mầm hoa ở dưới gốc quý con. Thì hiện tại giờ thì đây, thì cái cơ đọt hiện tại giờ á là cái lá lúc mà giai đoạn Nam gãi á, là hiện tại giờ là cái lá thứ nhất và lá thứ hai nó chuyển qua lụa, và lá thứ ba nó hiện tại giờ chuẩn bị nè, chuẩn bị nó mở ra. Thì Nam bắt đầu là Nam sẽ tiến hành là làm mầm gốc nha. Mầm gốc đây đó, như cái bộ lá gì bắt đầu là Nam làm mầm gốc nè. Thì cách thức làm mầm gốc của Nam á thì nó sẽ khác với một số đơn vị anh em kỹ thuật khác đi. Thì ở đây thì Nam sẽ gãy, đó là cái lăng, đây là cái xích ba lăng, đây xích ba lăng, thì ở đây là lăng này là tỷ lệ bao nhiêu. Thì ở đây thì Nam quay cho quý con nông dân mình xem luôn, là xích ba lăng 16%, CaCO3 35%, magie 3%, silic là 5%. Thì ở đây thì nó ngoài ra nó sẽ có bổ sung thêm cái hàng vi lượng vô, như chẳng hạn là đồng, kẽm, sắt, bo, mangan, thì nó sẽ giúp cho phân hóa mầm hoa tạo được một cái lượng mầm. Thì theo như cái công thức năm làm á, thì năm làm khác với mọi người là như thế này, là một cái bao lăng là 50 kg, cái bao này là 50 kg nha quý con, 50 kg. Thì một bao này á là Nam sẽ cộng với khoảng 1,5 kg 16-10-10, 1,5 kg. Thì một bao lăng 50 kg cộng với 1,5 kg 16-10-10, Nam trộn đều lại nhau, Nam gãi một gốc này là khoảng 4,5 kg cho đến 5 kg. Đó, gãi 4,5 kg 5 kg thì mình sẽ gãi là giáp cái đường kính tán của cái cây luôn quý con. Thì sau khi gãi lăng xong rồi á thì mình sẽ tưới nước giữ ẩm, tưới nước xương xương hoài dùm cho Nam cỡ khoảng 3 ngày liền để cho nó lăng nó tan ra. Như chẳng hạn là cái này là gãi lăng xong rồi nè, gãi rồi nè, nó tan ra trơn rồi nè, đây nó tan ra nè. Thì vườn này thì gãy lăng là bữa mấy anh ơi? Chủ nhật. Bữa nay là thứ năm, thì bữa nay là chủ nhật nè, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thì cũng được 5 ngày rồi, gãy lăng được 5 ngày rồi. Thì vườn này thì bắt đầu là chuẩn bị là thứ bảy tới thì Nam sẽ tiến hành là cho lên tạo mầm hoa. Thì cái công thức để tạo mầm hoa thì tạo mùa nghịch á, nó sẽ khác với cái mùa thuận một chút. Như chẳng hạn là mùa thuận á, thì quý quan nông dân mình biết rồi, cái tiết chờ á, thì nó sẽ có cái tiết để ra bông. Còn mùa nghịch á, thì cái nhiều khi á, cái tiết nó sẽ khó hơn, khó cái tiết ra bông hơn so với cái mùa thuận. Thì thành ra là cái tỷ lệ mà mình gọi là tạo mầm hoa á, thì nó sẽ hơi cứng tay hơn cái mùa thuận chút nha quý con. Thì đối với trường hợp vườn thì quý con nông dân mình biết rồi, sầu riêng mà làm giai đoạn mùa nghịch á, thì bắt buộc là chúng ta phải đậy màng phủ. Thì ở đây thì vườn này thì Nam đã tạo được một cái lượng mầm rồi ở dưới gốc rồi. Thì cái công thức mà Nam làm á, đó là gì? Một bao lăng 50 kg cộng với 1,5 kg 16-10-10 trộn đều lại dùm cho Nam, gãy một gốc là rơi vào tầm khoảng từ 4,5 kg 5 kg. Thì cây này thì đã gãy rồi, thì bữa nay là cái dàn lá nè, như quý con nông dân mình xem nè, bữa nay nè cái dàn lá nè bắt đầu nó hiện tại giờ nó lụa già lại chân nè, lụa già và nó hiện tượng là nó xanh nè, nó xanh lại nè, đây nó xanh lại nè, thấy chưa đó. Thì bắt đầu là giai đoạn này là bắt đầu mình sẽ lên thuốc tạo mầm, giai đoạn này là cái giai đoạn để mình tạo mầm nè. Cũng giai đoạn mà thường á quý bà con nông dân của chúng ta là thường hay bị một cái vấn đề là không biết giai đoạn nào để chúng ta tạo mầm hoa cho nó phù hợp. Thì đối với trường hợp sầu riêng á, khi mà cái lá cuối cùng mà nó mở ra như thế này thì bắt đầu là chúng ta sẽ tạo mầm hoa. Thì cái công thức tạo mầm hoa, cái cử đầu tiên của bên Nam á, thì tạo mầm hoa như thế nào, thì đây thì Nam sẽ tạo mầm hoa là cái công thức là gì? 1,5 kg 16-10-10, 1,5 kg 16-10-10, một chai amino combi 79, một gối lăng 89, gối này nửa ký, rồi thêm một gối nữa là cái gối MKB, là cái bộ 4 này thì Nam sẽ cộng với thuốc gầy đó nha. Cử đầu tiên Nam sẽ cộng với thuốc gầy nữa. Thì cái bộ 4 này nè thì Nam pha là 300 lít nước, 300 lít nước thì bắt đầu Nam sẽ xịt phủ ở ngoài lá. Cách thức để xịt tạo mầm cho sầu riêng á, là xịt đó là mình phải xịt ướt ở ngoài lá, ướt ở ngoài cái lá, và mình xịt cả thậm chí đưa cây cằn vào xịt ướt trong thân dùm cho Nam, ướt trong thân luôn đó. Thì khi mà mình xịt cái cử 2, cử 1 rồi đúng không, thì cách cỡ khoảng tầm khoảng là gì, cách tầm khoảng 7 ngày sau mình vẫn xịt lại cử 2. Nhưng cử 2 nó sẽ khác với cử 1 là ở điểm nào? Đây, cử 2 là Nam bỏ cái chai amino combi 79 ra, Nam xịt cái bộ 3 này thôi, đây cái bộ 3 này,
Thì cái bộ ba này cử hai cách khoảng 7 ngày của cử một á, thì bộ ba này nam hoa là khoảng 220 lít nước. 220 lít nước là nam vẫn xịt ở ướt ở ngoài lá và nam xịt ướt ở trong lòng luôn, ướt trong lòng và cả thậm chí mấy cái bờ này luôn nè, cho nó ướt mấy cái bờ này luôn đó. Rồi phun cử hai xong rồi thì bắt đầu là gì, khoảng 6 ngày sau thì bắt đầu là chúng ta sẽ đậy màng phủ. Đậy màng phủ thì đậy màng phủ xong rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ lên bạc lo. Thì lên công thức bạc lo như thế nào thì sẵn tiện đây thì nam sẽ quay cho quý con nông dân mình xem luôn. Bạc lo ở đây á thì nam sẽ lên, đó là cái công thức là gì, một cái chai bạc lo nước, bạc lo nước một chai nè, với nửa ký bạc lo bột nè, là pha cho một phi, là nam chỉ xịt ở trong lòng thôi nghe quý con. Bạc lo á là một chai bạc lo nước cộng với nửa gói bạc lo bột, là có nghĩa là nửa ký á, nửa ký là pha dùm cho nam một phi, rồi xịt ướt trong lòng thôi, là có nghĩa là mình chỉ ướt những cái nhánh nè, cái dạ dứa nè, cái dạ dứa mình xịt xương xương trong lòng này thôi nè đó. Rồi xịt xong rồi, xịt bạc lo xong rồi thì cỡ khoảng á 5 ngày sau khi xịt bạc lo thì chúng tiến hành là chúng ta sẽ cắt ba cái bơ đi, cắt cái bơ đi đó. Thì khi mà cắt bơ xong rồi thì khi nào nó nhú mắt cua, thì khi từ khi đậy xong rồi tầm khoảng là 25 cho đến 30 ngày sau thì bắt đầu nó sẽ nhú mắt cua. Thì trong cái quá trình mà mình muốn để cho cây của mình mà nó ra mắt cua được đồng loạt trên nhà vườn á, thì có thể là nam sẽ hỗ trợ thêm những cái dòng gọi là để cho nó kích thích, để cho nó ra cái mắt cua đó. Như chẳng hạn là gì, chai siêu dục hoa nè, rồi 16-10-10 nè, ra hoa đồng loạt nè. Thì cái đó là cái quá trình mà gọi là để tùy theo nhà vườn, nam sẽ xuống để nam coi thử cái lượng mắt cua nó nhú như thế nào. Ví dụ như nó nhú mà đều quá ok á thì nam sẽ khỏi cần gứa mắt cua. Còn mà ví dụ như mà nó cái tiết bông nó là hơi khó khăn đi thì có thể là nam sẽ hỗ trợ vô thêm để cho nó nhú được mắt cua cho đều nhà vườn chúng ta. Thì đó là cái quy trình của bên nam về cái cách thức mà làm bông mùa nghịch vụ. Còn ở đây một cái vấn đề đi nữa, nam cũng chia sẻ cho quý con nông dân mình luôn, là hiện tại giờ là mùa này là mùa mưa thì nam cho chú gãy lăng rồi dưới cái 16-10-10 rồi. Thì ngày hôm nay là bữa nay là cỡ khoảng là thứ năm thì ngày mai thì nam sẽ tiến hành là cho chú tứ, đó là tứ gốc cái bộ cái gói siêu nấm 79 cộng với cái gói niêu nấm bệnh 79 ở dưới gốc một cái, để làm gì, ngừa cái vấn đề nấm bệnh cho cái vườn của chúng ta. Tại vì sao, mùa mưa xuống á, nếu mà trường hợp chúng ta không tứ thuốc bệnh rồi á mà chúng ta đậy màng phủ luôn là cây của chúng ta dễ dẫn đến tình trạng là một là nó bị cháy lá, hai á là cái vấn đề là cây nó dẫn đến tình trạng là si cây, nấm bệnh nó dễ tấn công. Tại vì trong cái quá trình mà mùa mưa như thế này á thì bà con nông dân mình biết rồi, cái độ ẩm là nó thích hợp để cho những cái loài nấm như là Fusarium hay là nấm Phytophthora nó gây hại rất là nặng trên nhà vườn chúng ta. Thà là chúng ta phải ngừa trước dùng cho nam. Như chẳng hạn là ngày mai là bắt đầu nam sẽ cho tứ gốc nha, tứ gốc cái bộ này. Thì một bộ này á thì gồm có là một gói niêu nấm bệnh 79, gói này 1 ký, và cái gói này là gói siêu nấm, gói này nửa ký. Thì gói siêu nấm là nó tới 3 hoạt chất, Simosanin nè, Mancozeb, Mantaxy. Còn cái gói niêu nấm bệnh á thì nó sẽ gồm có 2 hoạt chất, đó là gì, Ammonium, là cái gói này là gì, lưu dẫn hai chiều, hay hoạt chất này lưu dẫn hai chiều nè. Rồi Mancozeb đó, Mancozeb là 45%, rồi Ammonium là 25%. Đó, gói này 1 ký, thì gói này nửa ký, thì pha dùm cho nam là cỡ khoảng 600 lít nước mình tứ gốc dùm cho nam nha, trước khi đậy màng phủ nha, để giúp cho cái quá trình cây của chúng ta nó sẽ hạn chế vấn đề là nấm bệnh vào cái tháng mùa mưa trên nhà vườn chúng ta. Còn về cái vấn đề lên bạc lo á, thì nam cũng chia sẻ cho quý con nông dân mình luôn, bên quy trình của bên nam á, thì là xịt bạc lo á, là nam chỉ xịt ở trong lòng thôi, chứ nam không có xịt ở ngoài lá nha. Tại vì khi mà bạc lo mà chúng ta xịt ở ngoài lá đó, cây của chúng ta dễ dẫn đến tình trạng là nó bị si kiệt, si cây. Thì anh em phải chú ý giùm cho nam. Thì lên bạc lo á, thì ở đây thì nam chỉ lên là một chai bạc lo 1 lít nè, cộng với nửa ký bạc lo 25%. Nửa ký bạc lo 25%. Đó, thì pha giùm cho nam là một phi nha. Là nghĩa là cái bộ này là thường là nam đánh mùa nghịch thì cái tỷ lệ ra bông nó sẽ rất là ok, nó ổn hơn. Thì nam cũng chia sẻ cho quý bà con nông dân của chúng ta về cái quy trình để xử lý làm bông. Thì vườn này á thì nằm cũng ở khu vực của Kiên Giang, thì nam cũng xuống để hỗ trợ về cái quy trình để xử lý làm bông rồi cho anh chủ nhà vườn. Thì để nam xin mời tất cả quý bà con nông dân của chúng ta đi một vòng để coi thử cái dàn lá của ảnh nè. Ở đây thì nói chung là nó sẽ có ghi sáo rồi có thái luôn, thì nam cũng làm chung luôn nha, rồi ghi sáo làm chung luôn, thái làm chung luôn.
Thì ở đây thì vàng lá ngày hôm nay là tạo mầm, thì khi mà quý bà con nông dân của mình nó tạo mầm cái lăng, cái bao bao lăng đó cộng với 1,5 kg 10-60-10 đó, thì cái độ phê nó rất là ok. Khi mà chúng ta gãi vào á thì cái độ lá của chúng ta nó sẽ giữ được cái màu xanh đậm nè. Mới gãi được có 5 ngày thôi, 5 ngày mà quý bà con nông dân mình xem là cái màu lá nè nó xanh đậm luôn, nó xanh đậm cái màu lá luôn. Thì khi mà cái màu lá nó xanh đậm như thế này á, thì nó một phần là cái gì, nó ức chế được cái vấn đề đọt rồi, đọt nó sẽ ngưng được cái vấn đề đi sinh trưởng rồi. Thì bây giờ là cái gì, thứ bảy này tới thì Nam sẽ tiến hành là cái gì, cho phun tạo mầm hoa. Nam sẽ cho phun tạo mầm để cho nó gì, cho nó vô được cái lượng mầm cho cái vườn sầu riêng của chúng ta. Thì theo quy trình của bên Nam á là Nam tạo mầm gốc nè, rồi phun tạo mầm hai cử nè, lên cử bạc lo nè, đó là có nghĩa là có nhiều đó thôi. Còn về cái vấn đề mà đậy mầm phủ á, thì một số anh em hỏi Nam là gì, lên bạc lo trước rồi mình đậy sau được hay không, hoặc là mình lên chưa lên bạc lo mình đậy trước mình lên bạc lo sau hay gì đó. Thì nói chung là tùy theo anh em nhà vườn chúng ta, cái nào cũng được hết, không sao hết. Ví dụ như mình có nhân công lên hai cử tạo mầm xong rồi cho Nam rồi, cỡ khoảng 6 ngày sau là bắt đầu mình tiến hành là gì, đi đậy mầm phủ, đậy mầm phủ xong hết vườn luôn, xong rồi bắt đầu mình sẽ xịt bạc lo. Hoặc là có thể là mình không có nhân công thì mình sẽ xịt tạo mầm cử hai rồi khoảng 6-7 ngày sau mình lên bạc lo dùm cho Nam, xong rồi đậy màn phủ vẫn được luôn quý con, không sao hết. Cái nào mình thấy cảm nhận bà con nông dân mình làm kịp thì mình làm dùm cho Nam. Nhưng mà cái khâu xịt bạc lo đó phải chú ý dùm cho Nam, là không được quyền xịt bạc lo ở ngoài lá dùm cho Nam nha. Nếu mà bà con nông dân nào xịt ngoài lá sau cái quá trình thu hoạch trái cây cực kỳ si đó, si cây dẫn đến tình trạng là có thể là nặng quá chết cây luôn. Còn riêng Nam ở quy trình của bên Nam á, là Nam chỉ áp dụng là gì, xịt bạc lo đúng liều, xịt ở trong thân thôi chứ không cần xịt ở ngoài lá dùm cho Nam đó. Thì đó là cái quy trình của bên Nam. Thì thôi thì Nam cũng kết thúc video tại đây. Thì Nam cũng cảm ơn tất cả quý con nhà vườn của chúng ta trong thời gian vừa qua cũng đã đăng ký kênh ủng hộ dùm cho Nam. Mọi thắc mắc hay là cần hỗ trợ kỹ thuật xử lý làm bông, chăm sóc sầu riêng, đậu trái, nuôi trái như thế nào thì quý con nông dân mình cứ việc nhắc máy lên điện vào số điện thoại bên Nam. Bên Nam sẽ cử nhân viên hoặc là Nam chính thức Nam xuống để hỗ trợ cho quý con nhà vườn ta nha. Thôi Nam chào tạm biệt nha.